khi web server phục vụ cho client A, rồi sau đó nó phục vụ cho client B, thì dĩ nhiên thì các bạn sẽ thấy là web server đối xử cho cả hai client A và B này là như nhau, hai cái mới hoàn toàn. Nhưng mà sau đó web server lại phục vụ tiếp cho client A. Thầy lấy ví dụ như là bạn thấy là mình vô trang login đi, khi bạn nhấn vô cái nút login thì web server nó sẽ, tức là trong trình duyệt nó hiện trang login ra, khi bạn nhấn nút login thì thông tin login sẽ truyền về cho server, và sau khi truyền xong thì server sẽ xử lý cái việc login, thì nó chuyển qua trang mới, thì cái server phải biết được là cái trang mới dành cho client này là client đã login, đúng không ạ? Nhưng mà nếu các bạn sử dụng HTTP á, thì cái trang login với trang kết quả login thì web server sẽ phục vụ giống như là hai người, hai lần gọi cho hai client khác nhau. Hai lần gọi của hai client khác nhau. Có nghĩa là nó xử lý mới hoàn toàn. Có nghĩa là sau khi bạn login xong thì web server nó cũng không biết các bạn đã login hay chưa. Nó coi như các bạn là một cái người mới gửi một request mới lên. Thì cái này chúng ta gọi là stateless. Và các bạn coi kỹ lại thì các bạn thấy là bản thân giao thức HTTP nó không quản lý được cái thông tin này, thì ta gọi là stateless thôi. Các bạn hình dung được không các bạn? Alo, thấy theo kịp vấn đề không? Đã kịp rồi. Đó, thì đó là cái vấn đề mà các bạn cần chú ý trong cái khái niệm là stateless ở đây ha. Và vì HTTP là một cái stateless, đúng không ạ? Thì chúng ta mới cần đến khái niệm là lưu vết giao dịch để chuyển thành khái niệm là stateful. Thì bạn coi đây nè, tại sao HTTP thì được xem như là một cái stateless protocol? Đó nè, client mở một connection và gửi một cái message, gửi một yêu cầu ha, tới HTTP server cho một cái tài nguyên nào đó. Một cái tài nguyên ở đây có thể là một trang HTML, có thể là một cái hình, có thể là một cái file CSS. Thì nói chung tất cả những cái này mình gọi chung nó là tài nguyên, đó là resource. Server tìm cái tài nguyên này và trả cái kết quả tương ứng về cái yêu cầu tài nguyên cho trình duyệt. Và một khi cái tài nguyên này được trả về, e-deliver, tức là được đưa về cho trình duyệt á, thì server sẽ đóng kết nối và không lưu bất kỳ thông tin nào của trình duyệt. Thì cái điều này á, là một cái điều rất là đúng đắn trong cái thiết kế của cái kiến trúc client server. Có nghĩa là trong kiến trúc này người ta chỉ cho phép client biết server là ai, nhưng mà server không được biết client là ai. Và các bạn sẽ thấy ha, có rất là nhiều cái rủi ro khi mà server xác định được client là ai. Tại vì sao? Khi mà server xác định được client là ai thì thay vì nó, khi nó trong một cái lần phục vụ nào đó, thay vì nó gửi cái gì ta, thay vì nó gửi cái trang web bình thường về thì nó gửi một cái con virus, hay nó gửi một cái dữ liệu có hại, thì làm sao chúng ta kiểm soát được? Các bạn có hình dung được không? Tức là chúng ta gửi những cái thông tin mà không đúng á, thì làm sao mà người ta giám sát được? Và do đó, để đảm bảo tất cả những cái yêu cầu này là an toàn, thì chúng ta chỉ có thể gửi thông tin theo cái kiểu là server phải phục vụ client như thể là mỗi lần gửi yêu cầu là một lần phục vụ mới. Các bạn có hình dung được chưa? Alo, các bạn có hình dung được vấn đề không các bạn? Dạ được thầy ạ. Rồi, thì như vậy thì chú ý giùm cho thầy về cái phần này ha. Đó. Rồi, tiếp theo á, thì bạn thấy không? Khi mà chúng ta không lưu trữ thông tin về kết nối như vậy thì HTTP được xem như là một cái giao thức không có lưu vết trạng thái, hay là mình gọi giao thức là phi trạng thái ha. Stateless protocol. Và ưu và nhược điểm của stateless protocol thì ưu điểm do máy chủ không cần lưu thông tin về trình duyệt, không cần lưu thông tin của người dùng. Cho nên thứ nhất là nó không tốn RAM. Tại vì bạn thấy cứ mỗi lần nó phục vụ xong là nó trả kết quả về luôn. Không lưu thông tin thì không phải tốn RAM đúng không ạ? Tốn ít RAM. Thứ hai là thời gian phục vụ rất là nhanh, tại vì nó chỉ cần tìm cái resource xong nó trả về xong nó kết thúc rồi. Thứ ba là thiết kế
cái này cho phép mình thiết kế cái kiến trúc rất là đơn giản, được không ạ? Kiến trúc client server theo đúng chuẩn của mô hình client server thôi, nên nó rất là đơn giản. Nhưng mà nhược điểm đó là gì? Khi mà chúng ta cần thêm nhiều thông tin cho mỗi kết nối, mà thông tin này nó phải trải dài thông qua 2-3 kết nối khác nhau thì không được, được không ạ? Mà bạn thấy tại vì sao? Cứ mỗi lần mở một kết nối thì trình web server phục vụ cho trình duyệt giống như là một cái lần phục vụ mới. Như vậy những thông tin trước đó web server đâu biết đâu. Và thứ hai là chúng ta sẽ không có phản hồi về cái việc nhận thông tin. Acknowledgement ở đây mình dịch nó là phản hồi các bạn nha. Bạn sẽ không có được cái phản hồi về cái việc nhận được thông tin của trình duyệt. Và như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tình huống mà chúng ta không giải quyết được. Bạn thấy không? Ví dụ như cái problem ở trên slide nè. Khi một khách hàng mua hàng online, e-doing online shopping cart đúng không? Thì anh ta có thể lựa chọn một vài sản phẩm từ các cái trang khác nhau và đưa nó vào trong giỏ hàng. Và khi customer click một cái trang mới, đúng không ạ? Thì thông tin này, thông tin về cái sản phẩm đã được lựa chọn trước đó không được cái web server lưu lại, mất rồi các bạn. Tại vì sao? Vấn đề là HTTP là một cái stateless protocol, có nghĩa là khi bạn chuyển trang thì những thông tin mà bạn đang thực hiện trong trang hiện tại sẽ không được lưu vết lại. Đây chính là bài toán này các bạn. Bài toán này mình thấy nhiều nhất là shopping cart đúng không? Mình chọn một sản phẩm đưa vào giỏ hàng, rồi sau đó bạn sẽ qua là cái trang xem sản phẩm, mình chọn một sản phẩm khác đưa vào giỏ hàng. Nhưng mà ở lần thứ hai mình đưa vào giỏ hàng thì đây là một giỏ hàng mới trống. Và bạn đưa xong bạn chuyển trang là giỏ hàng nó mất luôn. Và cái bài toán session tracking là một trong những bài toán rất là quan trọng, cần thiết cho cái mô hình là web 4.0 của chúng ta. Thì ở đây giải pháp về session tracking thì cho phép cái web application có thể duy trì cái thông tin với server cho đến khi mà khách hàng log out khỏi cái website hay là tắt cái website. Các bạn có hình dung được không? Và ở đây đối với session tracking nó phải lưu được cái định danh người dùng, client identity các bạn ha, và những thông tin khác liên kết với định danh này. Thì thực ra nếu bạn nào xem xét hay là khám phá kỹ cái đối tượng session của PHP, của ABnet và thậm chí của Java thì các bạn sẽ thấy rằng bản chất của cái session đó là một cái bảng hash table. Đó các bạn, bản chất của session là một cái bảng hash table thế thôi. Và đối với bảng hash table này, người ta sẽ sử dụng cái ID, tức là cái hash table theo cái ID, và ID đó nó chính là cái client identity, định danh người dùng, một cái chuỗi định danh người dùng mà chúng ta hay gọi là session ID á. Mỗi lần trình duyệt kết nối lên thì chúng ta sẽ có một cái session ID riêng. Các bạn có hình dung được vấn đề chưa? Đó, thì đây là ý tưởng của session tracking. Thì ở đây để mà thực hiện cái kỹ thuật session tracking á, thì các bạn cần phải có cái vấn đề là truyền dữ liệu giữa nhiều cái lần gọi khác nhau. Thì chúng ta sẽ có những kỹ thuật là các bạn UL rewriting. Cái này thì mình xài rất là nhiều rồi đúng không? Hidden fill. Đó là cái input type bằng hidden á. Và cookie. Thì cái vấn đề là URL rewriting và hidden fill thì trực tiếp ngay trong PHP các bạn sử dụng rất là nhiều. Qua ASP.NET MVC thì vẫn có nhưng mà ít hơn. Và cookie á, thì cũng là một cái cơ chế mà thực hiện cái session tracking, nhưng nó bị một cái nhược điểm, đó là nó bị chặn bởi trình duyệt. Cho nên ngày nay thì cái việc mà dùng cookie để mà tracking á, thì hiếm các bạn ha. Tại vì chỉ sử dụng cookie để lưu những thông tin nhỏ, vô hại. Mặc dù trình duyệt có cho phép hay không cho phép thì web nó vẫn chạy được. Các bạn dùng cái cookie để mà thực hiện cái session tracking, mà nếu mà cookie nó không chạy thì chết luôn cái website của mình, chết luôn cái ứng dụng web của mình, là không được các bạn ha. Và đây là ba các kỹ thuật để mà cho phép chúng ta truyền thông tin giữa các cái trang. Và khi thông tin được truyền giữa các trang, tức là giữa hai trang với nhau là chính đây các bạn. Khi thông tin truyền được từ trang A qua trang B thì bây giờ muốn đi thêm qua nửa trang C nữa thì có thể vẫn sử dụng những kỹ thuật này được, nhưng mà nó sẽ phức tạp. Cho nên người ta mới đưa ra cái khái niệm là cung cấp cho các bạn một khái niệm là session nằm ở server. Thì nói chung á, thì khái niệm session này á, thì nó không phải là cái gì đó quá ư là mới mẻ đối với các bạn, đúng không? Cho nên thầy sẽ không có đi sâu về cái vấn đề này, mà chúng ta sẽ
đi một cách là sơ lược thôi. Được không ạ? Rồi chúng ta sẽ làm một cái ví dụ minh họa về cái session này thông qua cái bài toán login. Và nếu có đủ thời gian thì thầy sẽ làm luôn một cái bài toán minh họa về bài giỏ hàng cho các bạn xem. Thì về UL rewriting á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là để mà truy cập một cái trang web đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là UL, đúng không? Là Uniform Resource Identity Location ha, Uniform Resource Location để mà chúng ta xác định cái trang web này. Thì trên slide ví dụ đây là một cái UL, nó chỏ đến cái gọi là rewriting đúng không? Rồi bây giờ khi mà mình chạy đến cái Serverless Rewriting và bạn muốn thêm những thông tin khác cho cái Serverless này thì bạn sẽ thấy không? Chúng ta sẽ có thêm dấu chấm hỏi Session ID bằng chấm hỏi một cái key bằng một cái value, chấm hỏi key bằng value. Và mình sẽ có thêm cái dấu and emphasize trong trường hợp là chúng ta có nhiều hơn một cái cặp key value này. Thấy chưa? Thì về phần này thì ví dụ ở đây bạn coi nè, trong cái bài login vừa rồi của thầy có ha, thì hồi nãy thầy đang là thầy đang để ở chế độ là đây các bạn, hồi nãy thầy đang để ở chế độ là login á, coi trước qua cái trang login này đi. Thì cái trang login này thì bạn thấy không, nó gọi đến process login bằng method get. Như vậy khi bạn gọi đến một process login thì chúng ta đang thực hiện cái URL rewriter. Đây, gọi lại các bạn. Đây. Đây login nè. Thì các bạn thấy là bạn nhập thông tin vô nè. Bạn login nè, thì đây, mình gọi đến process login nè, cái servlet của mình nè. Và phía sau này là cái URL rewriter. Name bằng value. Name là username, value là B. Và trong trường hợp bạn có nhiều hơn cái cặp name bằng value, nhiều hơn một cặp name bằng value, thì các cặp này nó sẽ phối hợp với nhau bằng cái toán thử add. Thấy không? Được chưa các bạn? Ok chưa? Ok, hiểu được cái gọi là UL rewriter chưa? Và thông thường á là đối với UL rewriter á là chúng ta sẽ mình làm gì ta? Mình sẽ viết code để sinh ra, chứ cũng không mấy khi mà mình cho người dùng gõ thẳng cái UL rewriter này vào. Tức là mình không bắt người dùng gõ nguyên một cái chuỗi URL với những cái giá trị là name bằng value như thế, mà thông thường bạn sẽ phải cung cấp thông qua cái link Ahrefs ha, hay là thông qua cái form như vừa rồi. Nhớ chưa? Rồi bên cạnh cái UL rewriter á, thì chúng ta sẽ có một cái hình thức thứ hai cũng để truyền dữ liệu đi. Đó là chính là cái hidden field. Được không các bạn? Thì đối với cái UL rewriter này thì bạn thấy ở phía server bạn muốn đọc, bạn muốn của web bạn muốn tạo á, thì bạn phải cộng chuỗi nè. Bạn muốn đọc á thì bạn phải sử dụng cái request.get parameter nè, đúng không? Thì đó là cái UL rewriter. Rồi tiếp theo á thì cái phần thứ hai, xin lỗi, trước khi đi qua phần thứ hai á, thì về UL rewriter nó có ưu và nhược điểm như thế nào? Thì ưu điểm của UL rewriter đó là gì các bạn? Có thể là cho phép các bạn đơn giản hóa cái cách truyền dữ liệu từ client lên cho server, đúng không ạ? Và có thể phối hợp với cái serverless để mà sinh ra những cái dữ liệu động, tức là nói nôm na là theo cái yêu cầu của khách hàng, và cung cấp một cái cách thích hợp để mà cho phép chúng ta có thể phối hợp với cái session cộng với trình duyệt trong trường hợp là cái trình duyệt thì nó không cho phép mình sử dụng cookie. Nhưng mà nhược điểm bạn thấy rõ nhất là thông tin nó nằm ở phía trên URL, đúng không? Và bạn thấy trong cái bài vừa rồi của thầy á, thì login nó có cái password, và password nó leo lên trên URL nó nằm á, thì ai cũng có thể thấy được hết, đúng không các bạn? Và điều này nó không còn bảo mật nữa. Thì đây là cái nhược điểm của URL rewriter. Và thực ra nếu các bạn dùng URL rewriter thì các bạn cũng sẽ không cần thiết phải có cái form đâu. Hình thức của cái form là cho phép người dùng nhập liệu thôi, nhưng bạn có thể cộng chuỗi bạn sinh ra luôn. Và một cái nhược điểm thứ hai của cái phần là URL rewriter đó là độ dài của cái URL nó chỉ có 2048 ký tự thôi. Cái chuỗi URL đó nó chỉ có 2048 ký tự thôi.
Cái này các bạn có thể xem thêm ha, cái phần mô tả ở trên mạng. Và vì chỉ có 2048 ký tự, được chưa? Dẫn đến cái chuyện gì các bạn? Do cái số ký tự nó ngắn quá, cho nên là ví dụ bạn muốn upload một cái file là đâu có được. Cái file các bạn, cái file hình các bạn tệ, tệ lắm là còn phải có đến là 10 ký ha, 10 ký, 20 ký, 20 ký lô bài, đúng không ạ? Là 1 ký lô bài là 1024 bài, mà mỗi bài là 1 ký tự. 1 ký lô bài là 1024 bài. Và thấy không, 2 ký lô bài là đủ kích thước của URL rồi. Cho nên cái file của bạn là 10 ký lô bài là thua, URL nó không có truyền lên được. Và thấy không ạ? Và trong lập trình của chúng ta đó, muốn xử lý cái việc mà truyền file theo cái hình thức mà upload đó, thì bắt buộc các bạn phải để cái file các bạn trong một cái bạc riêng, đúng không ạ? Bạn thấy là chúng ta phải thiết lập cái form á, bằng cái anchor type, bằng multi bạc form data, nhớ không các bạn? Khi bạn muốn upload file là bạn phải xử lý riêng, và chúng ta không truyền được bằng method get, tại vì cái get của chúng ta bị hạn chế, nên bắt buộc chúng ta phải dùng post thôi. À, thì cái đây là cái hạn chế thứ hai của GL Rewriter. Và nếu cái bài các bạn có nhiều tham số quá cũng không được các bạn nha. Thì lấy ví dụ như là các bạn tạo ra cái trang web mà thể hiện cái gì ta? Cái trang web mà thể hiện cái bạn nhập một cái bài viết á, một cái article, một bài báo các bạn, tin tức các bạn, một cái news á, mà bạn có sử dụng cái CK editor, một cái read text editor các bạn thấy không? Thì các bạn sẽ thấy á, cái phần content của cái read text editor đó thì có khả năng nó vượt quá cái con số là 2048 ký tự đó các bạn. Cho nên cái việc mà sử dụng URL Rewriter nó cũng khá là hạn chế. Rồi cái tiếp nữa thì một hình thức khác, nói chung là một thể hiện khác của URL Rewriter, nhưng mà nó nằm ngay trong cái form á, thì đó chính là hidden form field. Hidden field nha, tức là input type bằng hidden. Thì thực ra khi bạn sử dụng input type bằng hidden thì bạn chỉ định thông tin giống như cái button vậy đó. Input type bằng hidden có cái name và có cái value. Và dữ liệu nó sẽ được truyền từ cái form về đi về trình duyệt, nhưng mà người dùng sẽ không thấy thông tin này hiện ra. À, thì chúng ta gọi là hidden form field. Và kỹ thuật này á, thì phía Microsoft sử dụng rất là nhiều trong một cái khái niệm gọi là view state. Nếu bạn nào quên cái khái niệm view state á, thì các bạn về xem lại ha, trong cái công nghệ web của ABNet á. Thì đây là cái ví dụ về hidden field này các bạn. Drop bằng developer, bây giờ bạn thấy drop bằng developer là mình đâu có thể hiện ra đâu. Trên khi mà chạy lên á, thì bạn thấy là cái trang web của mình nó sẽ không hiện ra cái gì gọi là drop bằng developer hết. Rồi bên phía serverless thì bạn thấy không, mình vẫn đọc lại được cái first name, đọc được cái job. Tức là trong này mình thấy cái ô nhập liệu của mình chỉ có nhập cái first name thôi, đúng không ạ? Nhưng mà khi hiện ra bạn sẽ có hai cái là name với là job. Thì thường cái job này á, nếu mà để gọi hidden form field á, là thường là trong cái trang web của chúng ta phải có một cái số tính toán gì đó, đọc dữ liệu từ database lên rồi tính toán cộng trừ nhân chia gì đó, nó mới ra cái hidden field này. Được chưa? Rồi, thì về hidden field, ưu điểm thì nó giống như là URL Rewriter được hỗ trợ bởi tất cả bọn trình duyệt. Và nếu hidden field này á, mà nó nằm trong cái form mà có method bằng pop thì nó sẽ không hiện lên trên trình duyệt, cho nên thông tin gửi đi nó sẽ an toàn hơn. Và mọi web server nó cũng đều hỗ trợ, mọi trình duyệt cũng đều hỗ trợ, cho nên cái việc sử dụng hidden field nó rất là dễ dàng. Được không ạ? Và người dùng không nhìn thấy trực tiếp cái dữ liệu được khai báo, được mô tả trong hidden field. Và hidden field này không phụ thuộc vào cookie. Tức là trình duyệt có cấm hay không cấm cookie thì hidden field nó vẫn chạy được. Nhược điểm, được không ạ? Thì nói chung á, thì cái thông tin của hidden field thì về mặt bảo mật thì nó sẽ không an toàn. Thì cái này các bạn có thể thấy rõ ràng thôi ha. Thực ra thì đối với người dùng không biết thì mình dùng hidden field mình che giấu thông tin được. Nhưng mà đối với những người lập trình viên thì bạn thấy có che giấu gì được đâu. Mình thì người ta chỉ việc lít chuột phải effect cho là nó, hay là view sụt là thông tin nó hiện ra hết rồi. Đúng không ạ? Chỉ có điều các bạn chưa quen thì bạn nhìn vô bạn thấy là à đây một cái mớ rất là rắc rối, một cái mớ code rất là rắc rối. Nhưng bạn quen rồi, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được những cái hidden field hay là những cái field mà chứa thông tin mà mình cần quan tâm. Và ngoài ra nữa, đối với cái hidden field này thì chúng ta chỉ có được thông tin của hidden field khi bạn submit dữ liệu về server thôi. Được không ạ? Thì đó là những cái mà người ta gọi là nhược điểm. Thực ra cái nhược điểm này thì liên quan đến vấn đề là bảo mật là chính các bạn nha. Và hidden field á,
Nếu mà dùng cái method tốt á thì nó sẽ không bị cái hạn chế của bên UL Rewrite, đó là 2048 ha. Rồi một cái dạng thức khác, cái này thì chúng ta cũng xài rất là thường xuyên, đó là cookie. Cho thầy hỏi là các bạn đã xài cookie trong những tình huống nào rồi các bạn? Các bạn có xài cookie trong tình huống nào không? Nói thầy nghe thử. Alo. Có xài cookie trong tình huống nào chưa? Không nói các bạn code nha. Bạn sử dụng cookie thôi. Dạ trang web nó lưu mấy địa chỉ trang web mà mình cần truy cập đó này. Trang web lưu địa chỉ trang web mình truy cập đâu là cái trình duyệt á. Cái trình duyệt nó lưu cái địa chỉ trang web. Trình duyệt lưu địa chỉ trang web làm gì có là cookie, cái đó là trình duyệt nó hỗ trợ thôi. Nó không phải là cookie. Trình duyệt hỗ trợ em lưu lại trang web là history của trình duyệt, đâu có liên quan gì đến cookie đâu. Đúng không? Em xem lại có đúng như thầy vừa nói không? Bảo giờ lưu ở đâu các bạn? Cũng là lưu đó nhưng mà mình là nhà mình sử dụng thường xuyên mà không nhớ à? Ở đâu? Đó là lưu nhớ mật khẩu đăng nhập đó. Có không? Alo, có chưa? Có nhớ khái niệm là mật khẩu đăng nhập không? Có không các bạn? Ủa trên lớp mình không có nhớ mật khẩu đăng nhập bao giờ hết à? Vô bên phía Gmail á, Gmail nó có giới mật khẩu đăng nhập không? Dạ có thầy. Đó, nó chính là cái phần này nè. Ủa mà lớp mình không để ý à. Và các bạn thấy nhớ không nhầm là nếu mà các bạn lập trình web trong học kỳ 1 hay học kỳ 2 á thì ít nhiều các học kỳ 2 với học kỳ 3 chứ ít nhiều là các bạn cũng phải đụng đến cookie chứ hả? Hồi xưa á, cái thời mà cách đây khoảng 15-16 năm á, thời mà cookie nó chưa có bị hạn chế bởi trình duyệt á, trình duyệt nó không ràng buộc cookie á, là có những cái web application á, là người ta xử lý cái phần giỏ hàng ngay trên cookie luôn. Và xử lý xong rồi, nó mới gửi kết quả về cho server để update. Và ngày nay, trong cái lĩnh vực frontend á, bạn thấy không? Có những bài toán, ví dụ như bạn thấy là bạn có thể thêm xóa sửa dữ liệu, thông tin trong giỏ hàng trực tiếp luôn trên cái trang view card. Thì bạn vẫn phải sử dụng thông qua cái khái niệm cookie để làm mà. Có không các bạn? Rồi thì về phần cookie này các bạn về xem thêm nha. Thì về mặt định nghĩa đó thì bạn sẽ thấy nè ha. Cookie là những cái mẫu thông tin nhỏ. Đúng không? Cookie là những mẫu thông tin nhỏ được web server được web server gửi cho client, cho trình duyệt để nhờ trình duyệt lưu lại. Bạn hình dung được không ạ? Đó là những mẫu thông tin nhỏ mà do server gửi cho trình duyệt để nhờ trình duyệt lưu lại. Và các bạn nhớ nha, server nhờ trình duyệt lưu lại. Cho nên nếu trình duyệt thích thì nó lưu, mà nó không thích thì nó không lưu. Được chưa? À. Còn nếu mà ở đây thì các bạn sẽ thấy á,
là vì lý do bảo mật cho nên cũng khá khá nhiều cái web cái trình duyệt ngày nay nó có những cái option để mà nó cấm không cho cookie hoạt động. Và ở đây á, cookie nó sẽ được lưu trữ trên trình duyệt, tức là client machine, tức là trên máy người dùng á. Và mỗi khi trình duyệt này gửi request về cái server mà có cookie thì cái cookie này được tự động gửi kèm mà người dùng không phát hiện. Và do cookie là những mẫu thông tin nhỏ, bạn hình dung đúng không? Cookie là những mẫu thông tin nhỏ cho nên nó sẽ đảm bảo được một vấn đề là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái performance của hệ thống. Và ở đây á, thì nói thêm một chút á, là mỗi trình duyệt sẽ được chỉ cho phép server lưu xuống là 20 cookie và kích thước tối đa của mỗi cookie là 4 KB. Tức là nói nôm nha, nôm na, nếu các bạn xài hết công năng của cookie thì bạn chỉ có lưu được 80 KB thôi. Bạn hình dung được cái khái niệm là 80 KB không? Và ở đây bạn cứ tưởng tượng đi, một cái bức hình của chúng ta là có thể lên đến là 50, 100 và thậm chí là cả 1 MB, thì cái 80 KB này không phải là một cái vấn đề quá quá lớn ha. Được không ạ? Rồi, về cấu cấu tạo của cookie á, thì cookie nó cũng sẽ lưu dữ liệu theo dạng là name bằng value. Thì phần này thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm ha. Rồi, nó Còn có cookie nó cái chỉ lưu cái mật khẩu thôi sao em? thầy. Cái cookie nó chỉ lưu tài khoản với mật khẩu thôi Đâu, nó lưu nhiều thứ chứ. Em muốn nó thầy. Là lưu cái nhiều thứ là gì cái thì gì? nó lưu cái đó chứ không nhất thiết phải là tài khoản với là mật khẩu. Em hiểu không? Tức là cái dữ liệu em muốn lưu cái gì thì em lưu cái đó, còn tài khoản với mật khẩu là cái ví dụ mà chúng ta đang thấy trong thực tế thôi. Dạ. Ừ. Mà thường là nó lưu gì thầy? Mà thường là nó lưu cái gì? Mình thấy phổ biến nhất vẫn là tài khoản với mật khẩu đó. À, dạ. Rồi thầy lấy ví dụ như là mình có thể lưu thông tin giỏ hàng nè, trong bài toán giỏ hàng. Cái gì khác nữa ha? Mình có thể lưu những thông tin khác, ví dụ như là cái session ID của mình nè. Khi mà mình sau này mình làm việc với session á thì mình sẽ có cái session ID, thì cái cookie nó sẽ lưu luôn cái session ID này lại. Hình dung được không? Tức là nói nôm nè, đối với cái cookie thì chúng ta lưu cái gì đó là chúng ta quyết định, còn mật khẩu, tài khoản với mật khẩu là cái mà nhiều website đang sử dụng thôi. Và ở đây á, thì thông tin của cookie nó sẽ nằm trong cái trường, trong cái phần header, tức là trong cái phần header nó sẽ có một cái trường dữ liệu là cookie. Thì trong cái phần response header đó thì nếu mà trình duyệt phát hiện có cookie thì nó sẽ nếu mà được phép thì nó sẽ lưu lại. Còn khi mà có cookie được lưu trữ trên trên local thì mỗi khi bạn truy cập vào cái trình duyệt mà có cung cấp cookie á thì cookie nó sẽ được gửi kèm lên. Được các bạn. Và cookie này được gửi kèm cũng là trong cái phần header luôn. Đó, cho nên là do nằm trong phần header cho nên mình sẽ không thấy được cái thông tin của cookie một cách tường minh. Ở đây nè các bạn. Trình duyệt web ha. Request lên server thì server nó sẽ là có thể là respond lại cái cookie request lên thì server có thể respond kết quả về. Khi respond kết quả về nó sẽ có cookie. Rồi sau đó là trình duyệt sẽ gửi cái request khác lên cho server. Và khi gửi lên mà nó trình duyệt phát hiện có cookie thì cookie sẽ được gửi kèm. Thì về cái ví dụ này á thì trước mắt là thầy demo cái việc là truyền và nhận cookie cho các bạn xem trước cái đã. Được không ạ? Đây, các bạn xem ở đây nè. Chúng ta mở làm cái demo tạo cookie trên local trước đi.
Thì mình làm một cái bài mới ha. Đi ha. Project mới đi. Demo cookie đi các bạn. Cái cookie nó bị đục. Đây nha, demo cookie net init. Thì đầu tiên là mình sẽ có một cái serverless ha. Cái serverless này á, là sẽ ghi cookie về trình duyệt. À, cho nên là chúng ta sẽ đầu tiên là tạo ra một cái trang. Mình bỏ cái trang index.html đi. Tạo ra cái trang index.jsp đi các bạn. New jsp gọi là index. Đây nha. Rồi sau đó mình sẽ có một cái trước mắt là mình vô trình duyệt mình xóa cookie đã các bạn. Đây. Bạn thấy nè, lít chuột phải vô. Xin lỗi, không phải lít chuột phải, bạn chọn lít chuột phải, bạn chọn cái phần là ba chấm nè, chọn setting nè, thấy không? Thầy không xóa hết cookie ha, thì chỉ xóa cookie localhost thôi. Cái này bạn chọn local, bạn chọn cookie, xin lỗi, cookie. Search cái chữ cookie. Thấy không? Thầy trong setting nè, bạn ra setting là trang này nè, search cái chữ cookie. Được không các bạn? Dạ được kéo thôi. Xuống kéo xuống bằng tìm cái chữ là cookie and other side data. Thấy chưa? Rồi bạn đi xuống một chút nữa bạn sẽ thấy là block JSON cookie and side data. Thấy chưa? Lít vô. Rồi đến đây bạn search cookie là search chữ localhost đó các bạn. Search localhost. Thì bạn thấy không? Trong localhost của thầy đang có đến 25 cái cookie. Thầy không biết cái gì hết thì xóa hết luôn đi cho nó lành. Thì nói chung là các bạn cứ search localhost đi. Trên mấy cái bạn localhost có cái gì bạn cứ xóa hết đi. Tại vì trước mắt mình chưa có xài đâu. Đó, search chữ localhost. Đấy nha. Xóa hết. Được chưa các bạn? Dạ được thôi. Rồi bây giờ mình đi về bên trình duyệt. Bên này mình tạo ra một cái gọi là write cookie ha. New một cái serverless.
tên là Rai Cookie. Tạo cookie á, ghi về trình duyệt á, vn, bắt kịp là vn.update.vn.update.serverless. Rồi, finish. Thì bên này thì thông qua cookie thôi. Thì cái này thì cũng không ra cookie xong có làm gì không. Ra cookie xong là nó dội ngược về trong trình duyệt thôi ha. Cái này không cần cái giao diện này luôn. Đó, thì thầy sẽ tạo ra một cái đối tượng là cookie nè. Cookie. C chẳng hạn bằng new cookie. Thì new cookie ở đây á, thì chúng ta sẽ đặt tên cookie là user đi, demo đi, ở cần ở kia. Dữ liệu là welcome to demo 2002 E0 class. Và ở đây á, cái bằng new cookie như vậy thì cái phần đầu này là cái key và phía sau là cái value. Nè, cái hàm cookie nó có hai tham số ha. Đó, name với value. Name hay gọi là key các bạn ha. Và value. Được không? Và các bạn có thể là đây là tạo đối tượng cookie ha. Rồi, có thể là thiết lập thời gian ha. Nếu không thiết lập á thì thời gian sống nó là vĩnh viễn các bạn ha. À, thì c.set.max a. Thì set.max a của mình là bao nhiêu thời gian thôi. Thì ví dụ thầy bạn muốn một ngày thì 24. Nó tính theo giây nha các bạn. Ủa xin lỗi. Max a muốn theo giây không? Tính theo giây. Đúng rồi, 24 giờ nhân cho 60 phút nhân cho 60 giây. Được chưa? Vì đơn vị tính là giây cho nên bạn thấy không? Thì mình lấy 24 nhân 60 nhân 60 đó là một ngày. Ok chưa? Và hết một ngày á, là cookie nó sẽ bị hết hàng và trình duyệt nó sẽ không gửi cookie đi nữa nha. Là những cookie hết hàng là sẽ không gửi đi nữa. Còn nếu các bạn không thiết lập cái này á, thì cái thời gian sống nó sẽ là không bị hạn chế. Và cuối cùng bạn sẽ có là respond.addCookie thôi. .addCookie. Là xong các bạn ha. Làm xong rồi bạn redirect về trang index. Respond.send redirect. Chuyển trang về trang index ha. Đó. Và trong trang index thì các bạn chỉ đơn giản là tạo cho thầy một cái link. À, cái này xong chưa? Rồi, chúng ta tạm cái link gọi vô cái cookie này thôi các bạn.
Xong chưa? Mình về trang index ha, mình làm cái link ha. Cookie demo cookie. À, demo cookie. Rồi, chỗ này mình có một cái H4. Và href bằng là rai cookie. Đó là rai cookie. Rồi, đến đây á, thì chúng ta chạy lại nè ha. Này bạn thấy cho bạn thấy là cookie nó vẫn chưa có nè đúng không? Localhost nó vẫn chưa có cookie nè. Rồi, mình chạy cái bài của mình lên nè. Rai cookie, click vô. Xong rồi đó các bạn. Mình chạy quá trình duyệt mình coi lại nè. Lúc này localhost đã có cookie rồi nè. Thấy chưa? Có hai cái, một cái là cookie là demo và một cái là session ID. Được không? Session ID thì mình không có xử lý được, nhưng mà demo nè, cookie nè, content nè. Thấy chưa? Được không các bạn? Alo, được không? Cho em coi là đang có đây nè. À, đây. Index ha, rồi index. Index cho làm cái link thôi mà. Rồi lỡ đến đây là copy luôn cái là gọi vô cái là read dữ liệu từ cookie, gọi là read cookie đi. Cho em xem lại cái phần Serverless đấy thầy. Serverless, ok. Rồi tiếp tục nha, mình tiếp tục mình đọc cookie lên nè. Thì bây giờ mình có một cái serverless là read cookie nè. Thì về cái read cookie này á, mình đọc mình in luôn, cho nên chỗ này là mình giữ lại cái phần HTML để mình xuất cái dữ liệu ra nha.
Thì nói chung á là trong cái phần read cookie này bên Java thì nó hơi tệ hơn so với bên .NET. Thì bên .NET nó map thành cái hash table, đưa ra luôn cả cái, nó dùng cái index đó ha, nên cái chỉ mục á, nên cái việc là dùng cookie nó dễ hơn. Bên Java là không có. Cho nên á thì ở đây thì khi mà cái trình duyệt nó đã có cookie, khi mình gọi đúng cái trang này thì cookie nó sẽ được gửi lên. Thì cookie của mình gửi lên á, thì mình sẽ đọc được cái cookie là thông qua cái mạng cookie này các bạn. Cookie ha. Là list list đúng không ha. List. List đi. List cookie. Thì gắn bằng là request chấm là get cookie. Phải không? Get cookie nó trả về cho mình cái mạng cookie nè. À xin lỗi, cái list cookie của thầy thiếu mất cái hiệu mạng ha. Đây. À. Rồi. Khi mà mình có list cookie như thế này á thì mình sẽ for mình là làm cái vòng lặp for qua để mình tìm kiếm cookie. Bạn nhớ là chúng ta đang có hai cookie chứ không phải là một cái cookie ha. Mình ghi như vậy bạn thấy là chúng ta đang có hai cookie. Để mình phải duyệt qua hai cookie này, mình tìm cái key demo để mình lấy dữ liệu ra. Đúng không? Thì chỗ này thầy mới khai báo là cái giá trị của demo ha, tin là demo à, demo à. Thì à, chỗ này á thì mới làm cái vòng lặp for x for cookie c 2.list cookie đúng nha, và if c chấm get name chấm equal với cái chữ là demo thì mình sẽ cho là demo gán bằng t chấm get value. À, thì đọc cookie bên Java nó là như vậy. Tới đây mình có cái cookie rồi thì mình out chấm inline đúng không, này cho h3 đi hả, cookie và cookie demo value với là cộng với cái tổng h3. Demo này nó bắt các bạn là phải có cái ký hiệu ban đầu thì nó trống đi, có khởi tạo ban đầu á. Đó là xong ha. Rồi, bạn coi thử đi. Dĩ nhiên á là sử dụng cái kiểu này á thì cái code thì nhìn vô nó dễ hiểu nhưng mà khá dài. Các bạn có thể dùng stream đi các bạn. Thế này mình vẫn có thể dùng stream được nè. Đó là array ha. Chấm stream. Stream này ha. Stream. Stream của cái list cookie. Có cái này một cái thôi ha. Stream của list cookie cho không các bạn. Đúng rồi, stream của cái list cookie thôi. Chấm filter. Filter à, của cái cookie với điều kiện là c chấm get name chấm equal với chữ cookie. Mình lấy à cái như vậy thì khó nhìn quá nè ha. Đây à, sim file first các bạn, file first là mình lấy được cái đối tượng nè chấm get. Thì chỗ này mình sẽ nhận một cái này là trình này chứ ha. Nên đây thì mình sẽ nhận được một cái gì ta, cái cookie đúng không? Đó, mình tìm cái này mình nhận được cái cookie. À, và đến đây mình sẽ in cái value nó ra thôi, lấy cái value nó ra thôi. À, demo nó sẽ gán bằng
get value. Thì cái này nếu bạn nào mà dùng 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 stream á ha, thì các bạn có thể dùng cái hình thức này. À, thì xem thêm nha. Rồi, cái phần stream đó là cái tự xem thêm nha các bạn. Đó là cách làm bằng stream á. Thì làm cho code mình nó sẽ gọn hơn so với trên. Và dùng stream á, thì mình đọc vô, mình sẽ dễ hiểu hơn. Và sau này nó sẽ dễ bảo trì hơn. Còn dùng vòng lặp á, thì mình đang gọi là hack code. Code cứng á. Để có nhiều cái khó khăn hơn về sau. Rồi, các bạn cứ chạy thử đi các bạn. Xong rồi chạy thử đi nha. Bạn chạy lên á, bây giờ bạn chạy lên mà không cần phải tạo cookie đâu nha. Mình chạy lên là mình có thể nhấn cái nút mà create cookie luôn. Tại vì cookie nó có sẵn rồi. Cookie nó có sẵn rồi nha. Create là nó ra thôi nè, thấy không? Nhưng mà đến đây nè, bạn qua bên trình duyệt, bạn xóa cookie đi. Bạn nhấn nút create cookie nó không ra. Ta báo lỗi đó. Bạn qua đây bạn coi nó thấy lỗi nè. Tại vì chúng ta đang bị exception các bạn. Tại vì cái cookie mình đâu có đâu. Mình cố gắng mình đọc nó, mà mình không có chặn cái sự kiện, không chặn cái exception, thì nó báo exception đây nè. Đây nè. Click cookie không có, mình đâu có for it được. Được chưa? Rồi xong chưa? Mình tiếp tục nha các bạn. Thì đây là cái việc mà tạo, đó là ghi cookie về trình duyệt, là đọc lại cookie cho trình duyệt gửi lên. Các bạn thấy không? Đây là cái này, đọc lại cookie cho trình duyệt gửi lên này ha. Tức là khi mà trình duyệt mới gửi gửi request lên thì có cookie đi kèm. Rồi, tiếp theo. Xong chưa các bạn? Xong rồi hết chưa? Mình chuyển qua phần tiếp theo được chưa? Rồi là sao rồi? Quay ra chạy được mà HTTP không respond là sao Tuấn Anh? Không chạy được file thầy. Nó bảo là HTTP status 404 không tìm thấy rồi. Ở trên cái bài nào của em nó bị cái gì rồi em đâu đâu em share lên thầy coi thử. Đấy.
Hello web, hello serverlet. Có cái hello serverlet em đâu? Em bỏ cái hello serverlet luôn đi. Để hello web không được anh nó như thế nào? Đấy, cái hello này là em sẽ thử bài cũ thôi. Thì xóa cái chữ hello serverlet đi. Enter. Đâu thấy? Thì cứ nghĩ là server em đâu có chạy đâu. Em phải tạt server lên chứ server chưa chạy. Chị. Start rồi mình thấy. Đâu mở ra. Refresh lại coi. Mở cái ra được đâu. Refresh. Mở giúp chờ vô cái dấu mũi tên ra thử coi. Cái bên cạnh á, nó có cái dấu mũi tên lớn hơn rồi đó, lít chưa coi nó mở ra không? Khó rồi. Rồi qua trình duyệt chạy lại thử coi. Qua trình duyệt á. Ủa mở application lên thầy coi. Login với demo cookie đâu có cái bài kia đâu. Có login với demo cookie thôi mà. Cái bài nãy của em đâu có đâu. Ủa hình nãy em chạy rồi mà. Chạy đâu nó có thể lên đâu. Đó hello web đâu có đâu. Chạy login đi coi. Rồi enter. Đó chạy bình thường nè. Quỷ quá ta. Đấy đâu chạy được không? Demo cookie chạy đi. Có rồi thì chạy đi. Đó. Em qua trang demo cookie thầy coi. Em có trang nào đâu mà nó chạy. Index nằm ngoài chứ, để nằm web cho index cho nó thấy được. Cái trang index nó phải nằm ngoài chứ. Vô project lại đi, đặt sai chỗ rồi. Trang đâu index em phải thầy. Nằm trong webpage chứ. Dạ em biết rồi thầy, để em sửa. Để trong web INF là web INF là cái thư mục đặc biệt bị cấm mà, bên ngoài đâu nhìn thấy được đâu. Dạ mà. Hàng chi. Dạ không, cảm ơn thầy. Rồi rồi. Rồi tiếp tục nè các bạn. Thì ở đây á thì bây giờ chúng ta đi qua cái phần kế tiếp đó là cookie thì là xong rồi đúng không? Thì cookie các bạn thấy là ở server muốn trình duyệt ghi lại cookie thì đó là respond.addCookie. Bạn muốn ghi nhiều cookie thì add nhiều lần. Và trên trình duyệt thì mỗi khi mà mình gửi request về cái server đúng không? Mà có cookie thì cookie nó sẽ được gửi kèm tự động. Và bạn thấy là do cookie là những mẫu thông tin nhỏ cho nên cái thông tin trong cookie nó không ảnh cái performance của cookie á, nó không ảnh hưởng gì nhiều hết nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa là về cái cookie API thì các bạn xem thêm trên slide giùm thầy ha. Thì chúng ta chỉ có cái hàm là tạo cookie, thì cái hàm tạo cookie là hàm dựng ha. Trong wrapper á thì mình đưa vào hai giá trị đó là name, cái key ha, cái name với là cái giá trị, cái name với cái value. Rồi sau khi tạo xong thì các bạn có thể add nó vào trong cái respond cho máy cookie. Đối với bài này thì cái cookie chúng ta sẽ không có thời gian, tại vì nó không set cái mask A, không set mask A nghĩa là cookie nó sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến khi người dùng xóa nó bằng tay thôi. Rồi còn nếu các bạn set mask A thì cookie nó sẽ có thời hạn sống ha. Rồi tiếp theo nữa là ngoài cái việc set mask A xong thì bạn có thể get mask A, tức là đọc lại cái mask A của cookie sau khi mình set. À. Rồi bên cạnh á thì cookie nó còn cung cấp cho các bạn ngoài cái hàm set cái value thì còn có một số hàm khác liên quan đến mã hóa, liên quan đến đường dẫn. Thì phần này thì nó hơi nâng cao, thì về các bạn đọc thêm đi. Các bạn thấy không, get name, get value, rồi get path tức là cho phép các bạn là set path, get path tức là lưu cookie cho một cái subdomain, phải subdomain, subdirectory của website. Rồi bên phía trình duyệt khi gửi request lên thì mình sẽ có cái hàm get cookie để lấy về các tất cả mọi cookie.
Đúng không? Lấy về tất cả mọi cookie mà do trình duyệt gửi lên. Và vì Java nó chỉ hỗ trợ các bạn tới đây thôi, cho nên muốn đọc thông tin của mỗi cookie thì bắt buộc các bạn phải duyệt qua cái danh sách cookie này. Đó, duyệt qua bằng cách là dùng bộ lọc for ha, để mà tìm ra cái thông tin mà mình đang quan tâm. Rồi, bên để bảo vệ cookie thì bạn thấy là hồi nãy á, trong cái bài demo của thầy thì khi mà chúng ta xem cái cookie, khi bạn xem cái cookie đúng không? Thì thông tin cookie nó hiện ra ở đây luôn. Bạn xem cookie là thông tin cookie nó hiện ra ở đây luôn các bạn ha. Và cái việc thông tin cookie hiện trực tiếp ở đây thì người ta gọi là không an toàn. Cho nên các website nó sẽ thực hiện cái việc là mã hóa cookie. Và khi chúng ta mã hóa cookie thì cái thông tin nó sẽ an toàn hơn. Ví dụ bạn dùng SQL để mà mã hóa yêu cầu cookie di chuyển được trên SSL. Dùng HTTP only thì thông báo rằng là cookie này chỉ được truy xuất bởi trình duyệt thôi, bởi giao thức HTTP thôi, không được truy xuất bởi Java RIP hay là jQuery. Là bạn sử dụng cái cách truy cập cookie khác với cái phần này á, thì là không được ha. Rồi, như vậy thì về cái phần gọi là bảo vệ cookie thì thầy vừa trình bày với các bạn ha, có hai giải pháp. Rồi kế tiếp á là chúng ta sẽ đi qua cái phần gọi là session. Thì session ở đây á thì khái niệm phiên làm việc. Bây giờ hôm nay á thì chắc là thầy chỉ trình bày với các bạn về khái niệm session thôi. Giới thiệu nó là cái gì thôi. Còn hôm sau là bắt đầu buổi thứ ba đó thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ nhỏ. Đó là demo về cái việc mà làm cái giỏ hàng. Giỏ hàng bằng serverless các bạn ha. Đó, cho các bạn thấy là khi trang web hiện lên mình đưa thông tin vào trong giỏ hàng nó như thế nào. Rồi, thì về session thì session sẽ được tạo bởi một cái trình duyệt ha, session sẽ được tạo bởi trình duyệt. Xin lỗi thầy nói nhầm, session được tạo bởi web server. Được không ạ? Khi mà chúng ta yêu cầu xử lý cái phiên làm việc nào đó. Thì ở đây á, thì trong Java thì để quản lý session thì chúng ta dùng cái lớp gọi là HTTP session. Và đối với session thì Java sẽ tạo ra cái thời gian sống của session nó khá là lâu. Tức là cái thời gian sống của session có thể tồn tại thông qua một vài trang, một số trang. Và ở đây á, thì cái scope này á, thì chúng ta còn có scope application hay là serverless context á. Thì cái scope của serverless context có thể xuyên qua được nhiều session, tức là thời gian sống của cái biến application có thể thông qua nhiều session. Còn đối với session có thể thông qua nhiều trang. Rồi đối với trang của chúng ta đó thì chúng ta sẽ còn có khái niệm là request, biến ở cấp request và biến ở cấp là cấp độ pay. Rồi thì đối với session á thì cái trọng tâm của session đó cũng là set get và remove attribute, tức là cho phép chúng ta là tạo ra dữ liệu để truyền đi. Attribute là cái thông tin mình cần truyền đó. Thì bây giờ thì thầy sẽ demo cho các bạn cái phần attribute này. Thì đến đây các bạn nè, thì bây giờ để mà tạo ra session á, thì bây giờ các bạn sẽ đi vào cái demo của mình. Mình lại tạo ra cái lớp là read session và write session. New một cái serverless ha. Write session trước ha. Và write xong rồi á thì mới read được. Tại vì cái bài này là bài demo nha, nên nó hơi lạ lạ tí các bạn ha. Read session. Mình write rồi, mình read được ha. Thì đối với write session á thì mình cũng làm giống hồi nãy thôi các bạn. Thầy chưa xem màn hình thầy ơi. Ủa sao lại chưa xem màn hình? Thầy đang xem hả? Ủa các bạn không thấy màn hình đó, thầy đang xem màn hình mà. Là không thấy nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Thấy không? Dạ thấy rồi thầy ơi. Ủa trên màn hình của thầy đang xem mà sao lại mất màn hình ta? Có thể do lắc hình nhỉ. Rồi.
Rồi thì đối với cái drive session nó cũng giống như hồi nãy thôi các bạn ha. Drive xong mình chuyển qua lại trang index. Đó là chẳng qua là mình sẽ tạo ra đối tượng session các bạn ha. Thực ra gọi là tạo chứ mình không có tạo đâu ha. Tạo đối tượng session mình không có tạo đâu các bạn, mà mình nhận về từ cái request thôi. HTTP session session để gán bằng là request chấm get session. À, thì thông qua request mình lấy được đối tượng session, à, ghi dữ liệu vào session. À, đó là session chấm set attribute đúng không? Data đó, bây giờ vậy các bạn ha. Và xong rồi các bạn, chuyển trang thôi ha. Đó là respond.send.redirect. Đó, thì đây là thao tác cơ bản về session. Nhưng mà đối với cookie thì mình có thể dùng cái trình duyệt để mình coi được thì session là chịu các bạn ha. Tại vì thông tin session nằm trên server, mình chỉ biết là có ghi vào thôi. Xong chưa? Rồi, chúng ta đi về trang index. Chúng ta lại thêm hai cái link ha. Thêm vào hai cái link để đi để xử lý cái session của mình. Đó là write session. Read session. Đúng không? Và đối với read session thì do session nó không coi được, cho nên mình là sau khi mình viết cái write session xong, mình chuyển qua mình viết read session luôn. Thì đây các bạn, thì bên này read session thì nó sẽ rất là đơn giản hơn so với cookie. Tại vì session nó lưu theo key với value, cho nên chỗ này bạn chỉ cần là nhận được đối tượng session thôi, HTTP session. Đúng không? Session gán bằng request.getSession. Và sau khi mình có session xong, mình đọc dữ liệu từ session ra nè. Đó là string data hả? Data hả? Data gán bằng session chấm get attribute data. Và ở đây á, dữ liệu trả về của cái hàm get attribute này nó luôn luôn là object, mà mình biết đây là một cái kiểu string nên cần ép kiểu. Đúng không? Ép kiểu và có xong rồi thì mình sẽ ghi dữ liệu ra thôi. out.println. Đúng không? F3 data i session data i. Cộng
là như vậy thôi các bạn. Rồi các bạn làm xong đi, chúng ta chạy thử. Ủa thầy chưa đóng cái thẻ F3 kìa thầy. À đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Quên đóng cái thẻ H3. Dạ. Đúng rồi. H3. Rồi, chúng ta chạy thử các bạn ha. Demo cookie. Rồi, mình sẽ write session. Nhưng mà write xong nó đang nằm ở trên server rồi. Mình không có gì hết nè. Mình không thấy được gì hết nè. Thì có read session. Thấy không? Chúng mình đã đọc được rồi nè các bạn. Chứ còn rai không á, thì mình đâu có công cụ để mình xem được bộ nhớ trên máy server đâu. À, thì các bạn xem đi, coi chúng ta có vấn đề gì không. Rồi, xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đi tiếp nha các bạn. Có vấn đề gì không các bạn? Alo. Dạ không thầy. Rồi, nếu như vậy là chạy được rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta tiếp tục ha. À, như vậy á, thì các bạn thấy á, thì ngoài cái hàm là set get attribute. Rồi, thầy mới là trên này có get attribute ha. Bên này có set attribute ha. Thì đây là hai hàm cơ bản để chúng ta truyền, tạo dữ liệu và truyền trong cái session. Thì bạn thấy không? Nãy giờ là session của thầy đang nằm ở hai cái trang khác nhau. Hai trang khác nhau hoàn toàn ha. Nhưng mà chúng ta vẫn đọc ghi dữ liệu được ha. Rồi ngoài ra trong session có cái ID, tức là khi mà bạn lấy cái session về thì bạn có thể gọi hàm get ID để lấy được cái ID của session. Cũng có thể là set get max interactive interval ha. Set hoặc là get max interactive interval, tức là thời gian sống của session. Thì default á, là cái thời gian sống này thường là 30 phút thì phải, nếu thầy nhớ không nhầm á, thì là mặc định á. Còn sau đó các bạn có thể tăng cái giá trị này lên thì tùy các bạn. Đó. Rồi thông qua session các bạn có cái hàm là get serverless content để lấy về serverless content. Thì cái serverless content thì các bạn cũng biết rồi, đây là cái biến dạng application nha các bạn. Thời gian tồn tại của nó sẽ lâu hơn session nữa. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ có cái hàm là invalidate, là hủy bỏ cái session, là làm cái session không còn hợp lệ.
và có một cái hàm gọi là e-new để kiểm tra session của mình có phải là session mới hay không. Đó, thì đây là cái giới thiệu cơ bản về session. Và trên này chúng ta có một cái demo về session này ha. Thời gian ở đây là thời gian sống là 60 phút các bạn ha. Thời gian này nó tính bằng phút ha. Rồi sau đó mình set attribute. Xong mình là set attribute là hai cái. Xong mình qua một cái trang khác mình đọc lại hai cái attribute này ra. Thì thầy cũng nhắc nhở lại với các bạn á, đó là gì? Ở đây đối với session á, thì khi bạn set attribute thì bạn có thể đưa vào dữ liệu là kiểu bất kỳ, không nhất thiết phải là kiểu chuỗi đâu. À, và khi bạn đã set attribute xong thì bạn mới có thể là get attribute được. Set attribute thì mình nhìn vô là có kiểu dữ liệu có kiểu, nhưng mà get attribute nó sẽ lấy ra là kiểu object head. Và khi các bạn nhận được kiểu object, muốn chuyển về kiểu mình mong muốn thì phải ép kiểu ha. Đó, thì đây là cái vấn đề liên quan đến session. Và muốn hủy một cái session thì bạn gọi cái hàm invalidate. Khi bạn gọi hàm invalidate thì session này sẽ là mất hiệu lực, và muốn tạo lại session thì bạn phải gọi cái hàm là request.getSession, nhưng mà truyền vào giá trị là true. Còn default nó sẽ là for. Được chưa? Request.getSession true tức là đang tạo ra một cái session mới. Rồi, về session timeout thì bạn có thể cấu hình trong tập tin web.xml. Còn nếu không nữa thì bạn có thể gọi cái hàm là set max interactive interval. Interval ha, để mà chúng ta set thiết lập cái giá trị của nó. Thì đây là hai cách để mà chúng ta thiết lập cái thời gian sống, thời gian tồn tại của session. Và hết cái thời gian này thì tất cả mọi cái dữ liệu được lưu trong session, tức là mọi cái biến session, nó sẽ bị xóa. Và nếu các bạn muốn thì các bạn lại phải là thao tác lại thôi. Thì thầy lấy ví dụ như là các bạn đăng nhập vào một cái trang web nào đó, thì sau một khoảng thời gian dài, tầm là khoảng độ là nửa tiếng đến một tiếng mà các bạn không tương tác, thì một khi bạn là lích chuột thao tác lại với trang web thì nó bắt các bạn đăng nhập lại. Hình dung được không các bạn? Rồi thì bài hôm nay mình ngừng ở đây. Thì bây giờ cũng là 9 giờ mấy rồi, cho nên là thầy sẽ không kịp làm cái demo về giỏ hàng. Thì hôm sau mình sẽ làm cái demo về giỏ hàng. Được không các bạn? Còn demo về cookie với login á, thì chắc là một vài bữa nữa đi. Đi sâu hơn về cái phần là JSP. Thì thầy sẽ phối hợp với cái phần JSP để thầy demo luôn. Rồi đầu tiên á, thì các bạn là bật cam lên cho thầy điểm danh cái đã các bạn. Rồi thầy chụp cái hình cái đã. Rồi chúng ta lại tiếp tục các bạn ha. Đâu mất tiêu rồi. Rồi, xong chưa các bạn? Rồi, 1, 2, 3, ha. Rồi, các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ thầy đọc tên điểm danh, ha. Thì